cô ăn giỏi chén cơm xong là cô đi lấy số bán tiếp, bữa nào mưa thì cô nghỉ. À, trước đây là có người cho tiền cô nhưng mà cô cũng không nhận, nhưng mà là tự nhiên mình không hiểu như thế nào mà chị Huệ lại điện cho Trần Nam, thì để mở đoạn ghi âm đó cho mọi người nghe. Alo chị Huệ, Nam Nam. Có gì vậy? Sáng em gọi điện cho mạng Tư Minh Thông, em hỏi ngày hôm qua trợ nhóm trợ duyên cho nhà tư gần 80 triệu đúng không? Em hỏi là vấn đề tiền bạc có ai giúp đỡ gì không? Ủa tại sao em phải liên quan tâm đến chuyện đó vậy? Chị hỏi em. Tự nhiên cái mẹ Tư đó, hết hồn, mẹ Tư không biết chuyện gì mà sao YouTube gọi điện hỏi chuyện đó, mẹ Tư mới trao đổi lại. Vậy là em đừng nha. Còn sao nữa? Là em đừng, giống như em đừng có làm giống như là làm phiền mẹ Tư á. Em hiểu không? Tại vì á, mẹ Tư với Tư hôm qua chị tới đó là có mẹ Tư ở đó, mà giống như là Tư á, Tư là Tư không có muốn gia đình dính vô chuyện đó, thành ra em đừng có làm gia đình sinh động. Tại sao mẹ nếu mà thấy phiền thì tại sao mẹ Tư không nói với em? Chị là cái gì mà chị dùng cái câu đó mà nói em làm phiền? Mẹ Tư rất là sợ, nói trời, tại sao mà Trần Nam nó lại hỏi mẹ Tư là nhận gần 60 triệu. Thành ra đó mẹ Tư mới feedback lại cho nhóm chị là có tin thông tin Trần Nam gọi điện hỏi mẹ Tư cái chuyện đó, thì đó chị nhắc nhở em thôi, là nhà Tư á, là mẹ Tư á là nông dân mà đi làm thuê mà, em biết đúng không, em ở đó lâu em biết đúng không. Em nói chị nghe như thế này. Ví dụ như cô có nhận ai giúp đỡ cô nhận là rất là mừng cho cô. Nếu mà cô nhận được cái tiền đó em rất mừng. Em chỉ sợ là cái đồng tiền đó cô không nhận, chị hiểu không? Cái vấn đề đó thì sẽ cô bị mang tiếng. Đúng rồi. Chị như vậy thôi. Ok. Đó, nói chung thì cái cuộc nói chuyện thì nó cũng như vậy. Nhưng mà tại Nam á, Nam không thích thì cái kiểu mà giống như là ra lệnh tại sao làm phiền như vậy. Đó mọi người hiểu không? Chứ thì ví dụ như mà nói chuyện bình thường á thì Nam chả quan tâm tới, Nam quan tâm đâu. Nam muốn biết là giống như là có hỗ trợ như vậy, ok. Là tốt cho gia đình thôi. Tại vì Nam biết cô từ trước giờ cô không bao giờ là xin ai hết. Đó. Nam nói cho mọi người biết luôn là cô không bao giờ mở miệng mà xin ai hết. Cô rất là chung là cô tuy là vất vả thật sự nhưng mà cô rất là tự trọng. Hello. Ủa chú Nam hả chú Nam? Dạ. Ủa chú Nam nãy có điện cho cô không? Có, con mới điện. Này khi nghe riêng riêng cái cô mà ngã cao quá, cái tình cũng đọc tắt hết quá. Dạ. Dạ. Ủa cô? Hả? Con hỏi thiệt cô này nha. Dạ. Là có ai giúp đỡ tiền cho cô không? Không, đã hôm qua có Mạnh Ngân chơi nữa mà. Có Mạnh Ngân chứ. Tại vì con nghe nói là có giúp đỡ tiền cho cô. Sao không có? Từ từ bữa giờ không có luôn à? Không, ai nói chú Nam vậy? Nãy mà thay nhân nó hù để của chú Nam, còn ai nói kỳ vậy? Đó, cho nên là con muốn hỏi, tại vì con ví dụ như con lấy cô nghe con á, con rất là thương gia đình cô. Biết rồi. Đó. Tốt, nói cho chú Nam nghe rồi. Ví dụ như mà có nhận được số tiền đó, con rất là mừng cho gia đình cô.
lúc mà con chỉ sợ mà cái số tiền đó mà cô không có nhận. Không có ai nói gì tiền chúng ta. Thì con chỉ sợ là không, cô không có nhận mà cái số tiền đó người ta nói là có giúp đỡ gia đình cô gần 60 triệu. Trời ơi, tôi nghe nói chán ghé hồi nãy nói mà nhanh mà qua đi chung đó. Đó thì mọi người cứ nghe rõ ha. Là Nam chưa hề là nhắc đến là nhóm nào, đích thân cái tên nhóm của ai hoặc là cái tên cá nhân người nào ở trên đó. Thì Nam cũng chả hiểu tại sao chị Huệ là người gọi kêu Nam là đừng có làm phiền gia đình Trương Minh Không. Hello anh Vũ Tiền Giang. Đúng, phải anh Vũ này không ta? Anh nhỏ quá, biết phải anh Vũ Nhật Sống không biết. Phải anh Vũ Nhật Sống không? Ủa sao chị thấy Thái Hồng nó trả nợ cho nhà sư? À cái đó thì em không biết. Đó thì nãy giờ mọi người có nghe hai đoạn ghi âm, một đoạn đó thì mọi người cũng hiểu rồi đó. Có biên lai Nguyễn Bảo Ngọc, thôi Ngọc né ra hết đi. Không, cái biên lai đó là theo như em biết là cái biên lai là chỉ là đi đóng lãi ngân hàng, mở lại xem. Dạ chị, em nói chuyện với Nam thôi ạ. Không, nói chuyện ở trên này là bình thường thôi cả nhà, tại Nam cũng muốn cho mọi người biết một chút xíu ở câu chuyện đó thôi. Rồi mọi người muốn nghĩ sao nghĩ. Tại Nam á, Nam ghét ai mà điện cho Nam mà nói kiểu như ra lệnh hay này kia, Nam không thích như vậy. Chuyện gì vậy anh? Hello Thúy Trần. Cái số tiền mà nói mà hỗ trợ giúp gia đình Trương Minh Không thì cái số tiền đó gia đình Trương Minh Không là chưa có hề nhận. Trời, chỉ biết vậy thôi. Bữa nay gắn cái mic này nó nghe rõ đúng không? Cả nhà lớn đúng không? Mới đầu tư mà, nói chung là mít này mua lâu nhưng mà ít nó xài lắm, mua cũng đâu cỡ nửa năm rồi. Tại khi quay cái gắn ga, tháo ga gắn vô, tháo ga gắn vô cũng làm biến, thế lại cũng ít có phỏng vấn được nhiều cho nên cũng không có xài. Cháu chào cô thọ thật chưa, tưởng không xài cho tôi xài. Bán ghẻ lại 5 xị thôi. Bán ghẻ 5 xị. Đó, mua 900. À, xài có mấy lần ha. 2 mít nha, này là 2 mít nha. Còn đây mít. Còn hộp đồ còn đầy đủ hết. Để dùng đi cho chuyên nghiệp tí. Nói chung tại vì có xài nhưng mà cũng đôi khi mình không cần thiết tới. Cho nên thì cũng hạn chế xài. Rồi